Quán bên mình mở từ năm 2012, chọn thịt xiên làm món chủ đạo bởi vì cái đối tượng khách hàng mình muốn đến là các bạn trẻ. Nó là các món lề đường, các bạn có thể tụ tập với nhau sau giờ làm, giờ học. Món chính của quán mình là thịt xiên. Ngoài ra thì còn các món khác như là bún chả, bún trộn, bánh cuốn và cơm thịt nướng. Quy trình làm thịt xiên bắt đầu từ chọn nguyên liệu, các nguyên liệu đầu vào phải thực sự là tươi và làm mới trong ngày. Khi mà tẩm ướp thì đầu tiên ướp thịt với hành xả trước, sau đấy là tẩm gia vị, để khoảng 5 đến 10 phút cho thịt ngấm rồi bắt đầu xiên thịt. Thịt xiên bên mình là không nướng sẵn, khách gọi đến đâu thì nướng đến đấy để tránh cái việc mà thịt bị mất nước và khô. Muốn một xiên thịt ngon thì mình phải biết được cái độ chín của thịt. Khi nào thịt bắt đầu lên màu cánh gián, mọng nước thì mình nhặt luôn. Than nhà em dùng là than ống chịu được nhiệt lâu. Nhiệt độ của bếp mình sẽ căn, sao không được bếp đỏ quá thì sẽ bị cháy bên ngoài mà bên trong vẫn còn sống. Còn nếu mà bếp yếu quá thì xiên thịt sẽ bị lâu chín và sẽ bị khô, mất nước. Cửa hàng mình có 2 ca mở cửa chính từ 11 giờ đến 13 giờ, 16 giờ đến 19 giờ 30. Trung bình thì một ngày bên mình bán khoảng 1.500 đến 1.600 xiên. Có những ngày cao điểm bán ra được khoảng 2.000 đến hơn 2.000 xiên và 6.000 xiên thịt tại một sự kiện thể thao. Để thuận tiện cho việc phục vụ khách thì cửa hàng mình có sử dụng hệ thống dòng dọc sẽ chuyển đồ từ tầng 4 xuống các tầng phục vụ khách như là tầng 3, tầng 2 và tầng 1. Quán này khá là nổi trên mạng thì hôm nay bạn em rủ em đến ạ. Bọn em chỉ gọi thịt xiên với cả bánh mì thì em thấy bánh mì rất là ngon, nướng mật ong và nó ngọt vừa phải và thịt nó cũng chắc ạ, thơm hơn nữa. Trải nghiệm đây khá là tốt, quán cũng đẹp và đồ ăn thì ngon ạ. Nhưng mà giá so với sinh viên thì nó hơi mắc một chút. Thịt nướng ở đây thì mình thấy là nó có độ mềm, giữ được cái độ tươi của thịt, cái độ mặn cả và độ cay nó rất là vừa phải. Sẽ khá là phù hợp cho tất cả mọi người cùng ăn. Chỉ có một cái băn khoăn hơi nhỏ đấy là do cái thời tiết mùa đông cho nên là mình cảm thấy là nó nhanh bị nguội một chút.